Đúng 13 giờ chiều ngày 31 tháng 3, 10 đội đua của Tú Lan Adventure Race 2019 đã tập trung tại bến xe Phong Nha, tỉnh Quảng Bình. Và tại đây, cả 10 đội đua đã được ban tổ chức đưa về trụ sở Osalis, xã Tân Hóa, nơi sẽ diễn ra cuộc đua đáng chờ đợi. Sự háo hức và vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của 100 vận động viên. Phong cảnh tuyệt vời cùng với những thử thách đầy thú vị đang chờ đợi họ trong 2 ngày thi sắp tới. Đội của mình tên là nhóm Thủ Hoàng. Đội tên là Bang. Mục đích của đội đến đây để khám phá Quảng Bình và vượt lên kỳ vọng về cái thay đổi theo xu hướng là trẻ, khỏe và tự tin năng động. Thì bọn mình mong muốn là có những cái trải nghiệm, có những khám phá và mong muốn bản thân là dẫn thân vào những cái hành trình thử thách để mà phát huy được cái năng lực và khám phá được cái có người thật bên trong của mỗi người của thành viên. Bọn mình là 10 người bạn và bọn mình muốn đến Tú Lan, thứ nhất là để trao nhà nổi cho người dân Tân Hóa Quảng Bình, và thứ nhì là bọn mình muốn vượt qua chính bản thân mình cùng đồng đội. Nên là 10 người bọn mình hôm nay từ Bắc vào Nam, bọn mình đã tập hợp tại Tú Lan ngày hôm nay. Thì khi mà biết đến thì cái này nó cũng là gọi là duyên phận thôi. Bởi vì bọn mình xem cái phim Người Bất Tử ấy. Đội biết về Tú Lan Race qua mà một số người bạn đã từng tham gia Tú Lan Race và rất là ấn tượng về cái mục đích của cái race này là đem cho mọi người biết hơn về cái vùng đất này cũng như là những cái vấn đề từ thiện của chương trình này. Sự lan tỏa của Tú Lan Adventure Race không chỉ ở sự thú vị và độc đáo. Tú Lan Adventure Race còn mang đến một thông điệp bảo vệ môi trường và từ thiện giúp đỡ cho những người dân nghèo nơi đây. 12 ngôi nhà nổi sẽ được ban tổ chức trao tới tay người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, góp phần giúp đỡ người dân nghèo nơi vùng rốn lũ. Hãy cùng đồng hành với webthethao.vn để tiếp tục đón xem những thông tin cập nhật nhất mà chúng tôi mang đến cho quý độc giả của cuộc đua thử thách cùng Tú Lan 2019.